Nè mọi người em để Trang nói coi. Xen xen hoài. Lại hơn bây giờ thì phải có càng xíu mong là cái này chúng ta thôi chứ không có tay thì chưa tới đi chèn thì hạnh với một người thôi còn đi chèn thì ai biết rồi đây ghét ghét bỏ chị Hạnh một bên đây, chị Hạnh buồn lắm. Nói chung ra đây thôi, bỏ công việc văn bên. À đúng rồi. Đây. Anh ơi, kêu hai dĩa cao nữa anh ơi. Vô nè.